điều kiện khai thác ngày một xuống sâu, đi xa, nên việc đầu tư cho cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa được Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam xác định là giải pháp hàng đầu và là xu hướng tất yếu trong sản xuất của ngành than những năm qua. Đến nay, tập đoàn có 11 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ. Các lò chợ cơ giới hóa cắt giảm được 10 đến 20% lao động trực tiếp so với lò chợ thông thường khác, qua đó cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức độ an toàn trong sản xuất. An toàn hiện nay đang áp dụng cơ giới hóa thì là tuyệt đối 100% vì do coi như là quy trình quy phạm được nâng cao rõ rệt lên và nhận thức của người lao động nó cũng coi như là đi lên hơn so với trước đây. Với quan điểm chăm lo cho thợ mỏ như chính những người thân trong gia đình mình, lãnh đạo các đơn vị ngành than luôn trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu những công trình ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thợ mỏ. Giám đốc rồi công đoàn cũng rất gì quan tâm, không những là về vật chất đâu, mà còn về đời sống tinh thần. Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, những người thợ mỏ tiếp tục được tỉnh Quảng Ninh và ngành than quan tâm chăm lo khi sớm được tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19. Các chế độ về sàng lọc cách ly, điều trị được thực hiện ở mức tốt nhất, giúp người lao động đảm bảo sức khỏe, duy trì ổn định việc làm, thu nhập. Số lao động ngành than tại Quảng Ninh hiện có khoảng hơn 70.000 người, trong đó có rất nhiều lao động từ các tỉnh, thành trong cả nước đến làm việc. Hiện nay tập đoàn đã có 21 khu nhà tập thể, đáp ứng cho trên 15.000 công nhân mỏ có nhu cầu. Với điều kiện làm việc được cải thiện, thu nhập cao, đang ngày càng có nhiều công nhân mỏ lựa chọn đưa cả gia đình đến Quảng Ninh sinh sống, làm việc. Những người ở quê xa, tỉnh đến đây công tác thì cũng mong muốn là công ty và của tỉnh hoặc của ngành than tạo điều kiện giúp đỡ hộ gia đình chúng tôi là có một cái căn nhà để hộ gia đình làm ăn thuận lợi và công tác nó yên tâm hơn. Người lao động của ngành than cũng như là lãnh đạo tập đoàn cũng như là tỉnh Quảng Ninh cũng rất là mong muốn cái đề án xây dựng làng công nhân mỏ của TKV được triển khai và trở thành hiện thực, cũng đạt được cái ước mơ của người lao động và cũng là để an cư lạc nghiệp. Và những người công nhân trẻ hiện nay đang sống là ở các cái khu tập thể thì sau này sẽ xây dựng gia đình ở các cái khu nhà ở hộ gia đình và sẽ an cư lạc nghiệp tại Quảng Ninh và sẽ là những người công dân của tỉnh Quảng Ninh và cũng phần nào để đáp ứng được cái việc giữ chân thợ lò của Tập đoàn Than sản Việt Nam. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thợ mỏ bằng những công trình ý nghĩa cùng nhiều hoạt động thiết thực không chỉ giúp cho thợ mỏ yên tâm lao động sản xuất mà qua đó còn góp phần hun đúc phát huy giá trị truyền thống kỷ luật đồng tâm của ngành than và vùng mỏ Quảng Ninh.